nếu các bạn muốn lấy màu mè các thứ đẹp đẹp ấy, flash, flash ui com này để các bạn lấy màu các bạn thay vào đây thay vì mấy cái màu mặc định như green. Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Trâu Con Đẹp một lần trình thế này của mình nhé. Ok, khi các bạn đang xem video này rồi thì dĩ nhiên chúng ta đang ở trong uh, chúng ta đang ở một cái video trong một cái chuỗi có tên là html css master từ A đến Z tất cả mọi thứ về HTML CSS bạn cần đều có ở đây, ok? và à, buổi trước chúng ta đi vào nội dung luôn nhé. buổi trước chúng ta đã xong về phần HTML các đoạn văn bản, paragraphs rồi nhé. thì hôm nay chúng ta sẽ đến cái slide tiếp theo đó là phần style đấy. HTML style, style nó là cái gì? thì các bạn hình dung này, style trong HTML là nó giống như việc mà chúng ta style bên ngoài chúng ta làm đẹp một cái gì đó đúng không? thì ở đây chúng ta trên trang web chúng ta các bạn nhìn màu mè các thứ có hết đúng không? thì nó giống như câu chuyện là chúng ta làm đẹp hơn các cái phần tử trên trang web chúng ta style chúng ta thiết kế cho nó đẹp hơn chúng ta cho nó một cái design các thứ màu mè đẹp hơn color màu này phông này kích thước phông kích thước chữ các thứ vân vân đó thì chúng ta hiểu qua về cái style này một chút nó trước khi chúng ta đến những cái nội dung tiếp theo về html nhé thì bởi vì cái này nó hơi liên quan đến css một chút nhưng mà chúng ta cứ làm quen trước thôi biết à, một chút css trong html trước về sau chúng ta sẽ học css rất là nhiều nữa yên tâm nhé thì uh, ok chúng ta sẽ đến buổi hôm nay chúng ta vào hôm nay mình sẽ tạo folder đi hôm nay là buổi số 6 Buổi số 6 mình sẽ ừ uhm. tạo file cũng là index nhá. Thôi cái index nhá, mình đang định để 06 cái gì đấy cho HTML nhưng mà thôi. <laughs> HTML5 đơn giản thôi. Uh, hôm nay sẽ là title nhá, HTML style chung con đẹp. Phần body mình sẽ copy từ bên uh, buổi số 5 đi. Lấy cho mình mấy cái thẻ p bên buổi số 5 ấy. À, xong mình ném vào đây. Rồi mình xóa bớt cái khoảng trống cho đỡ dị nhá. Cái khoảng trống đấy thì buổi số 5 chúng ta hiểu ra được rồi. Rồi, ok. Bây giờ buổi số 6 mình đang có để mấy cái thẻ tương tự nhá, mình sẽ open with file server. Ok. Inspect lên. Thế đấy cho dễ nhìn. Rồi bây giờ mình có code buổi số 6 hôm nay tương tự buổi số 5 rồi nhá. Thì bây giờ chúng ta làm style như thế nào? Các bạn nhìn ví dụ của mình này. Ví dụ mình muốn style màu mè một chút hay là background color một chút này hay là kích thước của chữ này bây giờ nhá mình muốn cái đoạn văn bản một của mình là có cái màu xanh đúng không thì cái thẻ p này khi mà mình muốn viết css hay là thay đổi màu trực tiếp trong cái html ấy mình dùng style đấy nhá, mình mình dùng cái style nhá các bạn nhìn giống như cái ví dụ của mình này style này bằng này string nhá đấy cứ cứ giống như cái ví dụ của mình ở đây này đó bên trong xong bạn truyền cho mình là color màu chẳng hạn hai chấm mình để một cái màu aquamarine nó đề xuất này mình dùng cái màu này đi chấm phải đó phải, vậy đây nhá đây là cái màu aquamarine nhá aquamarine đây mình để khoảng trống ra một chút rồi của mình nó hiện cái màu này lên nếu như bạn nào muốn biết nên tại sao nó hiện cái cái màu này khi mà mình xét màu ấy thì nó là một cái extension rồi nhá cái extension này hình như mình nhớ là Ê, à, đến bây giờ mình sâu hết luôn cho các bạn cái extension của mình đang dùng này các bạn cài giống mình đi nhá đây mình sâu từ từ cho các bạn này đó mình cài cũng nhiều đó mình đã sâu từ, từ cho các bạn nhá mình đi một lượt đi một lượt đó thì cái màu mè này mình nhớ là nó nằm trong hình như nó là cái post CS đây này nó là hai cái post CS này thì nó sẽ ăn cái màu của chỗ CS cho các bạn dễ nhìn hơn đó mình nhớ là như vậy chính nó đấy chắc là không có cái nào dị hơn đâu à đâu 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 à đây 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 cái này cái này lâu rồi quên các bạn ạ thực sự ấy. nó <laughs> là cái color size đúng không đây color đây nhá <laughs> tự nhận lẫn với cái CS nhưng mà cái CS hai cái CS này các bạn cũng nên cài nhá, hai cái post CS này này intellisense các bạn có thể search tìm nhá and highlight nó highlight code CS lên nên có hai cái này nữa trong VS Code. Còn cái màu của mình là cài thêm cái thằng này, Colorize dài nhé. Ok, để cho hiển thị cái màu ra. Rồi đó, mình sau hết một lượt cái đống của mình cho các bạn nãy giờ rồi, các bạn cần thì các bạn cài cái nào giống mình thì cài nhé Rồi mình tiếp tục bài học nhé Đó, ví dụ mình muốn set một cái màu cho đoạn văn bản này, mình lưu lại các bạn ra ngoài này, check lại này. Ui à. Thôi thôi, cái màu này ghê quá. Green. Đây đây đây, green thì bình thường đi. Màu xanh lá cây nhá. Thì các bạn nhìn này, đấy, nó ra màu xanh lá cây rồi này. Ok, đơn giản đúng không? cái đoạn văn bản 2 mình muốn cho nó một cái background color chẳng hạn giống như mình để ví dụ đây này đúng không màu của tomato của cà chua chẳng hạn thì mình thử nhá cũng là style này cho đoạn văn bản 2 này background color hai chấm uh, tomato của cà chua đi trông nó ghê game một tí nhỉ màu cà chua lưu lại ra ngoài các bạn nhìn đó thì thằng văn bản 2 nó có cái màu cái nền của nó màu của cà chua lên rồi đúng không đoạn văn bản 3 mình thay đổi cái style khác đi bằng phong size uh... 30 px chẳng hạn. Ví dụ nhé, phong size 30 px này lưu lại. thấy nó to hơn hẳn chưa? Kích thước phong size. Đó. Thì ngoài ra nhé, cái chỗ style này chúng ta có thể viết nhiều. Chúng không chỉ nhất, không chỉ viết được, không chỉ viết mỗi cái một cái thôi nhé. Chúng ta phải viết nhiều. Ví dụ mình thêm một cái là font uh, weight. Mình để là bold nhé. Bold nó sẽ ra cái gì cho bạn nhìn này, cho bạn nhìn cái. À đây đây, đây nhé. Nếu mình để bold nhé, các bạn nhìn cái thằng đoạn văn bản 3 này, mình lưu lại này. đấy nó đậm lên chưa? đấy đấy là cái css mà sau này chúng ta sẽ học hay là thằng đoạn văn bản 3 mình cũng cho nó một cái màu đi color cho nó màu gì được nhỉ royal blue Điều lại đấy các bạn nhìn này đoạn văn bản 3 royal blue xong chưa đó thì đây là cái một chút về cái 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 style trong trong trong, trong html nhá cái style này này thực sự là nó rất rất là nhiều về sau nó học css nó sẽ rất rất là nhiều các bạn không phải cùng một lúc mà các bạn học hết được css đâu mình nói thật mà chúng ta sẽ học thực hành làm dự án và chúng ta vỡ ra những cái kiến thức css và về sau mình sẽ dạy cho các bạn những kiến thức phổ biến rất là hữu ích khi các bạn đi làm thực tế. Đó thì mình sẽ dạy cho các bạn. Thì đó, đấy là cái đoạn nhá. Còn rất rất nhiều nữa thì sau này khi mà chúng ta cứ xong đến cái giáo trình HTML lần lượt đi đến HTML rồi chúng ta sẽ đến CSS. Các bạn cứ yên tâm. Rồi ngoài ra cái mã màu đẹp ấy thì mình có sâu để ý để cho các bạn vài trang ví dụ ui color.com mấy cái trang này thì các bạn search trên Google nó đều ra này. Nếu các bạn muốn lấy màu mè các thứ đẹp đẹp ấy, flat ui color.com này. để các bạn lấy màu các bạn thay vào đây. Thay vì mấy cái màu mặc định như green Tomato, Royal Blue thì nó sẽ có những cái bảng màu về sau, về sau chúng ta sẽ học CSS để chúng ta làm yên tâm nhé. Đó, uh, mình chỉ sâu vậy thôi. Đó, thì đấy là nội dung của cái buổi này. HTML style đơn giản, nhanh gọn đúng không? Không dài dòng, ngắn gọn và xúc tích để chúng ta làm đẹp hơn cho các cái phần tử trên trang web, làm đẹp hơn các phần tử trên trang web. Đây, ok. Rồi, trước khi kết thúc thì các bạn nhớ uh, join group Discord đây là cái group chia sẻ cộng đồng kiến thức với mình mình tạo ra để cho mọi người cùng lên đây chia sẻ kiến thức ở link ở đây chia ra các cái channel rất là rõ ràng link tài liệu học tập đồ công nghệ các thứ vân vân đấy rồi trên facebook mình có page chung con ép một lập trình viên facebook trong con sử dụng con những cái đường link này đều dưới phần mô tả hết nhá mình nhắc lại cộng đồng là trình web fanpage việt nam blog chính thức của mình chung đẹp trong công và kênh của mình đây nhớ tặng mình một like đừng tiếc gì một like ủng hộ mình nhé cũng như đừng tiếc gì một lượt đăng ký kênh và chia sẻ kênh của mình tới một người bạn của bạn thôi để cho mình có thêm uh, nhiều độc giả hơn các bạn biết đến kênh của mình nhiều hơn mình sẽ có động lực làm thêm nhiều video hay hơn nữa thú vị nữa trong tương lai cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video thú vị và chất lượng tiếp theo trên channel chúc các em một lần trình viên này của nhé xin chào bye bye